Ngày 16 tháng 4, Thường trực Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội thành phố. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc. Cùng chủ trì có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào 3 động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu. Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung thành phố. Với nhiệm vụ này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng Chính phủ cùng các đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ thành phố để kịp hoàn thành trong năm nay. Đối với các dự án bất động sản, Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết từng dự án cụ thể, nhất là các dự án lớn, tập trung công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm về giao thông. Thành phố cần rà soát lại công tác cán bộ, tránh khuynh hướng sợ trách nhiệm và tham nhũng, thành lập tổ công tác do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm tổ trưởng, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp dự án. Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành thành viên chính phủ căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình, chủ động phối hợp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh. Với nghị quyết thay thế nghị quyết 54 của Quốc hội, Chính phủ đã thống nhất và giao Bộ Kế hoạch Đầu tư trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp vào tháng 5 tới. Với kiến nghị gỡ vướng cho dự án bất động sản liên quan đến các khu đất của doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa, Thủ tướng cho biết, tổ công tác của Thủ tướng về kiểm tra, rà soát, tháo gỡ khó khăn liên quan đến các dự án đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra bản án tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và một số tỉnh, thành phố. Tổ công tác 153 đã có báo cáo Thủ tướng để báo cáo Bộ Chính trị một lần về vướng mắc. Đối với các dự án có kết luận thanh tra kiểm tra xét xử của tòa án, nhưng sau đó có những vướng mắc không giải quyết được, Chính phủ xin Bộ Chính trị chủ trương, từ đó thể chế hóa cơ chế giải quyết. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tinh thần không hợp thức hóa sai phạm nhưng phải tìm cơ chế chính sách giải quyết việc này để giải phóng nguồn lực. Thanh tra Chính phủ phải khẩn trương việc này với sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Trước đó, phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, ngay từ đầu, Thành phố Hồ Chí Minh đã không đổ lỗi cho khách quan, mà nhìn thấy, nhận rõ tình hình khách quan đang vượt qua khả năng chống chịu, khả năng kiểm soát rủi ro của thành phố để có đánh giá sát tình hình. Một nỗi lo là Thành phố Hồ Chí Minh xác định 3 chương trình đột phá thì nay lại chính là 3 điểm nghẽn: hạ tầng kỹ thuật, cơ chế chính sách, nguồn nhân lực và văn hóa. Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn này trong khả năng. Trong số những điểm nghẽn, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra, hiện nay chúng ta có hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện nhưng chưa đồng bộ, thậm chí có lúc còn bất cập. Nguồn nhân lực của hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh đang quá tải, thậm chí một số nơi không đáp ứng được yêu cầu công việc. Thành phố Hồ Chí Minh thấy được điều này và thời gian qua đã quyết liệt có nhiều giải pháp, cụ thể một bộ phận cán bộ yếu kém, tư tưởng chưa ổn, e dè thiếu sức chiến đấu, thiếu trách nhiệm, cầu an, đã bị kiểm tra, giám sát và xử lý. Thành phố Hồ Chí Minh xử lý rất nhiều trường hợp như thế này, trong đó yếu kém không phù hợp thì điều chuyển, yếu nữa cho nghỉ, thậm chí bị kỷ luật. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh và cho biết Thành phố Hồ Chí Minh làm rất nghiêm việc này nhưng không ồn ào. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo để sớm hoàn chỉnh nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.